Ông vua đầy tham vọng. Hãy bảo đảm rằng môi trường của mình vệ sinh và sạch sẽ. Tôi thích sạch sẽ, gọn gàng. Tôi không phải là minh sư bề bộn. Xin lỗi, tôi không chịu được. Có bao giờ nhìn thấy tôi lôi thôi không? Không có, dù tôi rất bận phải không? Tôi không nói là phải trang điểm, đó là thêm thôi, nhưng trong tôi không lôi thôi. Nơi tôi ở lúc nào cũng sạch sẽ. Tôi không chịu nổi sự bề bộn. Bởi vì quý vị phải phát triển, phải tiến bộ và cải thiện về mọi mặt, chứ không phải về một phương diện mà thôi. Thật kinh khủng khi sống trong môi trường dơ bẩn và bừa bộn. Quý vị không nghĩ vậy sao? Ảnh hưởng tới tâm trạng, phải không? Sẽ ảnh hưởng, chắc chắn vậy. Mặc dù đôi khi có lẽ mình thấy bình thường và quen rồi bởi vì không làm gì được. Khi người khác quá bừa bộn nên mình quen đi. Nhưng rồi mình sẽ tự hỏi sao tâm trạng cứ luôn bực bội. Không muốn nói chuyện với ai, không muốn chào hỏi ai. Thậm chí không muốn bước chân ra khỏi cửa chỉ vì môi trường chung quanh bừa bãi quá. Không ai thích sống nơi bừa bãi hết, ngay cả heo cũng vậy. Biết heo không? Heo ưa thích nơi khô ráo, sạch sẽ. Người ta nói heo rất dơ bẩn, không hẳn luôn như vậy. Nếu nuôi heo trong nhà làm thú cưng, bây giờ có người làm vậy, họ nuôi đủ loại thú cưng trong nhà. Nếu để heo ở nơi dơ bẩn, mà trong góc có chỗ khô ráo, thì heo sẽ lập tức đến nằm xuống nơi khô ráo vừa trải lên đó. Heo sẽ không chọn nằm chỗ ẩm ướt và dơ bẩn. Thật vậy, trong vạn vật, con người thật sự rất cao quý. Nhưng đôi khi nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ tuột xuống đẳng cấp thấp nhất mà không biết. Rồi cứ để vậy, cho phép điều đó xảy ra. Vì có lẽ mình bị nhấn chìm hoặc bị những người chung quanh, hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, rồi mình cứ để yên vậy. Cứ để yên vậy, không kháng cự lại, không kiểm thảo bên trong và không cố gắng vượt qua vấn đề. Được rồi, vậy thôi, bấy nhiêu đủ rồi. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện rất hay. Có muốn nghe không? Dạ muốn. Câu chuyện có tựa đề Ông vua đầy tham vọng. Ngày xưa, xưa lắm. Long time ago. Xưa thật là xưa. Có một ông vua cai trị một vương quốc vĩ đại. Trong một thời gian lâu thật là lâu ở Ấn Độ. Thời đó ông luôn giành chiến thắng. He is always victorious. He never lose anything. Chưa hề thất bại lần nào, luôn luôn chiến thắng. Vì thế ông trở nên vô cùng tham lam và kiêu ngạo. Bởi vì mọi điều ông làm đều mang lại thắng lợi. Vị vua này là vị vua được gọi là có tu hành. He has magical power. Ông có thần thông. Thời xưa có nhiều vị vua. Chúng ta gọi họ là Kim Luân Thánh Vương hay tương tự vậy. Bởi vì ông có một chiếc xe ngựa bằng vàng, có thể đưa ông đến bất cứ nơi nào ông muốn. Có lẽ là đĩa bay, có lẽ đó là đĩa bay. Khi đọc nhiều câu chuyện Ấn Độ như Rama, dường như vào thời xưa, con người đã từng tiếp xúc với người ngoài hành tinh rồi. Người ngoài hành tinh bay bằng cỗ xe ngựa trên bầu trời. Vậy còn gì khác nữa? Thời đó đâu có máy bay, phải không? Dạ không. Tôi không nghĩ vậy. Hoặc có lẽ cũng có.
Ngoài ra, thần thông của họ rất quảng đại. Chắc chắn là họ đã gặp người ngoài hành tinh rồi. Vua Rama, hoàng hậu và tùy tùng chắc đã gặp rồi. Dĩ nhiên rồi, nhìn đây. Ông ta có rất nhiều thứ đẹp đẽ. Ông ta có thất bảo, bảy. Ở Trung Quốc, thế này nghĩa là số bảy. Còn như thế này là sáu. Ok. 5 và 1. Ông ta có thất bảo trong đời. Thứ nhất là con tuấn mã hùng dũng, ngựa thần, có thể chở ông đi 1.000 dặm một giờ. Chắc là máy bay rồi. Chứ ngựa nào mà như vậy ha? Nhưng nó là hồng mã. Rồi ông có con voi tuyệt đẹp, cắn như tuyết. Rồi ông còn có viên đá quý. Ban đêm phát ra ánh sáng tuyệt đẹp như ánh trăng. Họ không có điện, không cần điện. Rồi ông có chiếc xe như xe ngựa màu vàng kim. Chiếc xe này có thể chở ông bay lên trời. Ở Ấn Độ vào thời xưa thì đây có thể là cái gì? Máy bay hay đĩa bay? Mình có xe nào chạy 1.000 dặm một ngày không? Chắc chắn là xe hơi rồi. Ông ta có xe hơi và máy bay. Rồi ông còn có hoàng hậu xinh đẹp. Đẹp tuyệt trần và vô cùng chung thủy. Vậy ông còn muốn gì nữa? Ông có một thừa tướng rất giỏi và một đại tướng quân hết sức hùng dũng. Vậy ông có đủ mọi thứ rồi đúng không? Thảo nào ông luôn thắng trận. Ngoài ra tôi thấy ở đây có nói ông ta có hàng ngàn hoàng tử. Big, tall, strong, cao lớn, mạnh mẽ, thông minh, tài trí, educated, dũng cảm. Courageous, all like a lion king. Tất cả đều giống như vua sư tử. Chào ơi, quý vị có muốn mấy thứ này không? Dạ không, không à, sao lại không? It doesn't cost you anything. Đâu có tốn gì đâu. Tất cả những thứ này thật ra phải khiến ông vô cùng vui sướng và mãn nguyện. Thế nhưng ông lại không như vậy, có lẽ vẫn chưa hài lòng. Nên ngày nào ông cũng cảm thấy trống trải, cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Có lẽ là do ông ta chưa thọ tâm ấn. Quý vị có nghĩ vậy không? Bằng không còn muốn gì khác nữa? Nếu có tất cả mọi thứ này thì mình đã vui sướng rồi, nhưng ông luôn luôn cảm thấy thiếu thốn gì đó, không bao giờ thấy đủ cả. Một ngày nọ, ông thấy chán chường, cảm thấy không có đủ tiền dù cho có tất cả mọi thứ rồi, nên ông ngồi đó thiền về tiền. Cũng giống như một vài quý vị vậy, hoặc về mì ăn. Có lẽ quý vị thiền về mì ăn. Bây giờ ông thiền về tiền và niệm câu thần chú về tiền. Ông niệm đô la, đô la, đô la, đô la. American dollar, France, đô la Mỹ, tiền Pháp, German tiền Ý. German, Deutschmark. Mark, Đức, vân 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 vân. Ông niệm những câu thần chú này, rồi tất cả các loại tiền tuôn xuống. Tất cả Mark, Đức hoặc Mỹ Kim. Tiền Pháp và đủ thứ. Đồng yên, 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 yên Nhật. Thay vì niệm thiền thiền thì ông niệm yên, yên. Dù sao, lực lượng thiền của ông cũng rất mạnh mẽ. Ông hết sức tập trung và rất thành tâm, hết lòng vì tiền. Thế là thần tài cảm động quá, nên rải mưa tiền xuống cho ông. Rồi ông thấy tất cả, khắp cung điện và cả bên ngoài, trên ngọn cây khắp nơi đều có tiền, thậm chí cạnh phòng vệ sinh cũng có tiền nữa. Nhưng ông nhìn qua nhìn lại rồi bảo mọi người nhặt lên đếm cho ông. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Rồi ông lại thiền nữa. Bây giờ lại muốn cái khác nên ông niệm câu thần chú khác.
I can teach you right now. Tôi có thể dạy quý vị ngay bây giờ. Vàng, 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 bạc, 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 vàng, bạc, vàng, bạc, bạc, vàng, 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 bạc. Rồi một lần nữa, ông hoàn toàn tuyệt đối chuyên tâm. Thế là vị thần vàng bạc cảm động quá, nên rải tất cả mưa vàng, mưa bạc xuống như ý ông muốn. Lần này vàng bạc phủ đầy Miêu Lý và các vùng lân cận, nên ông chỉ cần bảo các đệ tử đi ra ngoài nhặt lên rồi mang vào kho chứa và mua chút kẹo bánh để phòng khi các đệ tử đến. Rồi, đó là câu chuyện của ông, không phải của mình, không có gì liên quan hết. Rồi ông thỏa mãn được một thời gian, có lẽ vài ngày hoặc vài tháng. Thật ra vào thời xưa mọi người sống thọ lắm, có lẽ vì vậy mà ông ta chán. Thấy không? Do đó hãy nhớ kỹ là đừng có sống thọ quá nghe. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện về bất lão rồi phải không? Dạ phải. Nên lấy đó làm bài học. Thế rồi nhiều năm trôi qua, sau sự kiện vàng bạc, nhà vua lại chán chường và không hài lòng với cuộc đời. Có lẽ vương quốc của ông nằm chính giữa, nên ông nhìn về phương Nam thì thấy một xứ sở rất thịnh vượng, rất rộng lớn và đẹp đẽ. Nên ông nói, ước gì ta cũng có thể cai trị vương quốc phía Nam đó, thì ta sẽ vui sướng và mãn nguyện. Rồi bỗng nhiên khi ông ước như vậy, chiếc xe ngựa của ông bay lên trời và đưa ông đến ngay vương quốc phía Nam đó. Bây giờ ông chinh phục mọi người ngay lập tức, bởi vì khi thấy ông đáp xuống từ trên không, trên chiếc xe ngựa vàng kim đẹp đẽ, sáng ngời như thế, họ đều quỳ xuống đất rồi nói, muôn tâu và chịu hàng phục ông. Không có vấn đề gì hết. Rồi họ đối đãi với ông vô cùng tử tế và kính trọng, làm đủ mọi điều mà ông muốn, cho nên không có vấn đề gì hết. Rồi ông ở đó thêm 1000 năm nữa. Thời xưa con người sống rất lâu. Nếu muốn, quý vị có thể quay lại thời cổ đại rồi ở lại đó thật lâu. Nhưng rồi ông lại chán nữa, nên ông đi lên tòa tháp cao, có lẽ nhìn về phương Bắc. Khi thấy phương Bắc, ông nói đó là một vương quốc rất đẹp đẽ, rất cường thịnh. Người dân trông rất đẹp. Giờ có được vương quốc đó, thì ta mới vui sướng và mãn nguyện. Vừa nói xong, vì ông có lực lượng mà, có lẽ là thần thông, nên bất cứ gì ông ước đều trở thành sự thật. Có lẽ ông có công đức từ lâu rồi, nhưng chưa dùng hết. Ông vừa ước vậy thì chiếc xe ngựa cũng đưa ông bay lên trời và chở ông đến phương Bắc. Khi ông vừa đến, tất cả dân chúng của vương quốc phương Bắc cũng quỳ xuống đường và dâng cho ông nhang, hoa quả, bánh kẹo, nước suối và đủ thứ. Rồi dâng vương quốc cho ông và chịu hàng thuận. Cho nên không có vấn đề gì hết, ông ta không phí một giọt máu nào mà chiếm được vương quốc. Tôi nghĩ bây giờ những ai đang gây chiến nên đến học chiến lược của ông vua này. Làm cách nào xâm chiếm xứ khác mà không tốn một giọt máu hoặc nhân mạng nào. Bây giờ ông rất vui sướng thỏa mãn được 1000 năm nữa. Để làm ông thỏa mãn không cần tốn gì nhiều phải không? Rồi 1000 năm lại trôi qua, ông vua không thỏa mãn đó lại quan sát nữa. Có lẽ về phương Đông, rồi thấy một vương quốc khác bên đó. Có lẽ ông ta dùng ống nhòm. Ông ta nhìn sang hướng đó nói, sao thế nhỉ? Sau đó có một vương quốc mà ta lại không biết, nơi đó rất đẹp đẽ, rất trù phú, có rất nhiều sầu riêng tỏa mùi từ đó lên tới đây.
Cho nên ông nói ta phải có vương quốc đó, ta phải cai trị vương quốc đó nữa, cả nó nữa, như vậy ta mới thỏa mãn. Như thường lệ nói là được. Ông thắng mà không cần đổ máu, không có sự kháng cự nào. Có lẽ vì Thượng Đế thương ông, có lẽ vì trong tiền kiếp ông đã tạo ra vô số công đức. Có lẽ bởi vì những người sống ở phương Bắc, Nam và Đông đều rất hòa nhã, nhân ái. Ai cai trị vương quốc của họ cũng không quan trọng. Họ không muốn đổ máu cho nên họ đầu hàng thôi. Có lẽ đó là cách tốt nhất. Có lẽ đó là cách tốt nhất trong mọi trường hợp. Bởi vì nếu không có sự kháng cự thì làm sao có đánh nhau, phải không? Cho nên có lẽ chúng ta không nên đánh nhau chi hết, dù là ở đâu. Thật vậy, nếu hiểu rằng thiên quốc ở bên trong chúng ta, và nếu đã nếm được nước cam lộ của thiên quốc này, thì có lẽ chúng ta không muốn kháng cự gì cả. Nếu có thể sống ở đây lâu hơn để phụng sự Thượng Đế và chúng sinh thì cũng được. Nếu phải qua đời vì thời gian đã đến, hoặc vì người khác muốn chấm dứt sự sống của mình, thì cũng kệ thôi, bởi vì mình có thiên quốc khác để tiếp tục sống. Có lẽ vậy, do đó hàng thuận thiên ý là tốt nhất. Surrendering to God's will is the best. Sooner or later, each one of us. Sớm hay muộn, dù gì mỗi người chúng ta cũng đều phải rời khỏi thế gian này. Vậy gây rắc rối làm chi? Tôi thấy các quốc gia khác nhau đều kháng cự. Đôi khi cứ ngày càng gây thêm đổ máu mà không có kết quả cụ thể nào. Chỉ tốn nhiều nhân mạng, thời giờ, công sức tạo dựng, lực lượng kiến thiết và lợi ích tài chính mà thôi. Người dân bị tổn thất rất nhiều. Hơn nữa, như quý vị thấy đó, mỗi hệ thống tự nó sẽ sụp đổ, thấy không? Không có gì là trường tồn nếu không hợp với thiên định. Nhưng tôi nghĩ mọi việc tự nó sẽ giải quyết. Đôi khi trong đời sống, mình cũng tự thể nghiệm điều đó rồi, phải không? Đôi khi mình cố gắng đòi hỏi cái này cái kia, nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn vậy, đôi khi còn tệ hơn trước. Rồi, bây giờ 1.000 năm nữa đến, ông ta vui sướng. Ông nuốt trọn một quốc gia nên rất vui thích. Rồi 1.000 năm nữa trôi qua, ông ta lại chán chường, buồn chán, nên ông đi lên đỉnh núi. Dùng ống nhòm hay kính viễn vọng nhìn về phương Tây. Bây giờ có lẽ ông thấy nước Mỹ. Trước khi Columbus khám phá ra, ông ta đã nhìn thấy rồi. Ông nói miền đất đó thật rộng lớn và đẹp đẽ. Bãi biển Miami, California có thời tiết đẹp. West Virginia có tuyết. Có đủ mọi thứ, ta phải có vùng đất đó mới được. Thế là nói, ước rồi đạt được như thường lệ, giống nhiều lần trước. Nên ông thâu tóm vương quốc phía Tây, rồi vui thích với việc đó. Rồi 1.000 năm nữa trôi qua, ông lại chán nản, buồn bã. Thấy vấn đề khi không có minh sư chưa? Nếu không có minh sư tại thế thì khó khăn lắm đó. Minh sư nào cũng nói như vậy, nhưng nếu không hiểu thì đó là vấn đề của quý vị. Bởi vì ông vua đó không có minh sư để dạy ông bản chất vô thường của đời người. Dù có sống bao nhiêu ngàn năm đi nữa, vẫn có ngày phải kết thúc. Không có gì ở đây mà mình có thể mang theo được và sẽ không bao giờ có thứ vật chất nào làm mình thỏa mãn. Mãi mãi và mỗi ngày trong đời sống, sự mãn túc chỉ đến từ bên trong mà thôi. Nếu mình đi tìm bất cứ gì khác ngoài sự mãn túc bên trong, thì cuối cùng mình sẽ luôn thất vọng và buồn khổ. And miserable,
Mỗi lần cố gắng thì lại như vấp phải bức tường, rồi phải quay trở lại, suy nghĩ lại và làm lại, điều chỉnh lại hành động của mình, ngay cả tình yêu, con cái, chồng, vợ. Bất cứ gì mình nghĩ mang lại cho mình cảm giác tốt đẹp nhất trong đời người cũng không bao giờ tồn tại mãi. Hôm nay tốt, ngày mai lại mang đến buồn đau, phiền toái, cùng những hậu quả và đủ loại buồn phiền, lo lắng. Cần rất nhiều nỗ lực để giữ người mình thương. Và cũng cần rất nhiều nỗ lực để giữ người thương mình. Bất cứ hành động nhỏ nhặt nào, bất cứ hành động nhỏ nhặt nào gọi là sai trái hay vô tình, cũng lập tức làm đổ vỡ mối quan hệ mà đôi khi không hàn gắn lại được. Cho nên, mọi nỗ lực dùng trên đời này để hàn gắn tình bằng hữu, tạo dựng vương quốc trên thế gian, tất cả đều sẽ luôn mang lại cho mình hết rắc rối này đến rắc rối khác mà thôi. Mặc dù thành công vào lúc cuối hay đôi khi ở giữa chừng, cũng phải hao tổn nhiều công sức, thời gian, tuổi thanh xuân và sự chú tâm của mình để duy trì. Bất kể đó là kiểu quan hệ gì hoặc loại kho báu gì. Quý vị có kinh nghiệm này không? Nếu không thì có thể thử. Cứ đi yêu đương đâu đó rồi cho tôi biết việc gì xảy ra nhé. Mấy ngày nay trông quý vị trẻ ra đó, trông khá hơn. Làn da đó, khi ở đây thêm vài ngày, sau vài ngày thì trông khác với ngày đầu tiên đến đây. Tôi để ý thấy nhiều người quý vị như vậy. Thật sự là như vậy. Rất nhiều lần sau cử thiền thật tốt, quý vị đứng dậy như thánh nhân và không ai dám đụng đến mình. Nếu thật sự thiền tốt và thành tâm tu hành, người ta sẽ ngửi thấy và cảm nhận được. Rồi họ không còn gì đối với quý vị ngoài lòng tôn kính và yêu thương. Không có gì viết trên gương mặt quý vị ngoài tình thương và sự thuần khiết mà tôi có thể thấy vô cùng rõ ràng như đọc sách vậy. Quý vị có để ý thấy mọi người vậy không? Có để ý không? Những ai thiền nhiều và thành tâm tu hành, quý vị có thấy họ thay đổi không? Đó là lý do khi đến đây, quý vị phải, nên, nhất định phải thiền vào mọi lúc, bất cứ khi nào có thể. Không phải chỉ ngồi đó thiền thôi, mà trong tâm còn phải tập trung nữa. Đừng tìm bạn tán gẫu khắp nơi. Dù tôi không thấy quý vị, dù lúc đó không thấy, nhưng khi gặp thì tôi biết ngay. Người khác cũng thấy, đều viết trên khuôn mặt quý vị vô cùng rõ ràng. Tôi thành thật cho quý vị biết từ tận đáy lòng. Không có gì mình có thể giấu được, không gì cả. Đều được viết trên khuôn mặt, trong ánh mắt, trên vầng trán. Nó tỏa khắp thân thể, cho dù quý vị xịt loại nước hoa gì cũng không làm khác được. Thật vậy. Thật vậy đó. Cho nên thời gian thiền định ở đây rất quý báu, khi quý vị vô cùng tự do. Cho dù quý vị làm việc chút đỉnh hoặc tham gia vào việc gì đó ở chỗ này chỗ kia, nhưng tinh thần quý vị tự tại, không cần gánh nặng, áp lực, cho nên hãy tự lo liệu. Tận dụng cơ hội này để tu hành. Rồi, trở lại Ấn Độ. Sau khi chạy vòng quanh thế giới, ông vua thấy chán sau 4.000 năm xâm lăng bốn phương trời. Bây giờ, ông ta chán chết đi được bởi vì không còn gì để chơi nữa. Tất cả các vương quốc bị chinh phục, ông đều biết tên. Và tất cả các trò chơi trong nước, tất cả mỹ nhân mà ông gặp, tất cả ông đều biết đến. Bây giờ ông chán thế gian, không còn gì để làm. Một ngày kia ông ngồi đó, không thể thiền về tiền nữa vì đã chán, đã có đủ rồi. Không thể thiền về bất cứ gì khác bởi vì mọi thứ trên thế gian đều thuộc về ông rồi. Cho nên ông ngồi đó, bây giờ ông mới nghĩ đến Thượng Đế, thiền về Thượng Đế. Rốt cuộc thì cũng nghĩ tới, trời ơi, có tin được không? Nhưng cuối cùng ông cũng thật sự thiền về Thượng Đế. Rồi ông nghĩ, ôi, ước gì ta gặp được Thượng Đế. Ta rất mong được gặp Ngài. Nếu ta được gặp Thượng Đế thì trời ơi, tuyệt vời biết bao. Ôi trời ơi, làm sao để gặp được Thượng Đế đây? Rồi bỗng nhiên tất cả mọi điều ước, ước mơ của ông trở thành hiện thực.
Thượng Đế cảm động trước ước vọng của ông, ước vọng chân thành, có lẽ là ước muốn vật chất, nên mời ông đến thiên quốc. Có lẽ là vị thần của cảnh giới Atula, hoặc thần Vishnu hay thần Shiva. Chúng ta cũng không biết đó là vị thượng đế nào. Với kiểu suy nghĩ của ông, có lẽ rốt cuộc ông cũng nghĩ đến thiên quốc Atula mà thôi. Vì điều ước của ông theo kiểu phàm phu quá. Không phải ông muốn gặp thượng đế vì lòng tôn kính hoặc vì lòng khao khát, mà muốn gặp thượng đế vì khát vọng muốn nhìn thấy thiên quốc. Ông muốn xem coi thiên quốc có gì khác với vương quốc của ông không? Còn gì khác mà ông có thể học, có thể ngắm nghía hoặc chơi bời, vân vân. Chỉ toàn là hiếu kỳ kiểu thế tục thôi. Nhưng Thượng Đế rất đại lượng và nhân ái. Dù sao, bất cứ ai thiền về Thượng Đế đều được Ngài chú ý đến. Thượng Đế là như vậy đó. Ngài dù sao cũng từ bi, nhân ái, dù chỉ là Thượng Đế của cảnh giới Atula. Vì dù sao Thượng Đế cảnh giới Atula cũng là đại diện cho Thượng Đế tối cao. Cho nên cũng có vài phẩm chất của đấng tối cao. Bây giờ theo cách rất nhân ái, ân cần, hiếu khách, Ngài mời ông vua và đoàn tùy tùng lên thiên quốc. Rồi chiếc xe ngựa đưa ông lên trời, vào thiên quốc, đến ngài của vị thiên đế. Rồi vị giáo chủ, bất kể thiên quốc đó là gì, giáo chủ của Atula, cảnh giới tri thức hoặc giáo chủ Bồ Đề Akasa, mời ông ngồi bên cạnh ngài. Ngài có chiếc ghế trường kỷ làm bằng vàng, nạm kim cương diamonds and precious stones, và đá quý lấp lánh như ánh mặt trời ban mai. Ngài còn mời ông ngồi bên cạnh. Vị thượng đế vô cùng lịch sự, vô cùng nhã nhặn và hiếu khách. Rồi ngài mời ông ăn đủ loại bánh kẹo, nho, táo. Mời ông bất cứ gì có sẵn trên thiên quốc. Ngài cũng mời đoàn tùy tùng của ông, ngựa, voi, hoàng hậu, phu xe, binh sĩ, tể tướng, quan viên và tất cả những người ông mang theo. Vị thượng đế đó trò chuyện với ông một cách rất thân mật. Rồi nhà vua, người không bao giờ thỏa mãn đó, ngồi đó trò chuyện với vị thượng đế, nhưng đồng thời đưa mắt nhìn quanh. Ôi, đèn neon được làm bằng kim cương. Đèn đó làm bằng hồng ngọc. Đèn kia làm bằng trân châu. Bất cứ gì ở đây cũng quý báu hơn và đẹp đẽ hơn bất cứ gì chúng ta có trên địa cầu. Ngay cả kim cương cũng khác, vàng cũng khác, bạc cũng khác. Dường như đẹp hơn và thật hơn gấp 1000 lần. Quý báu hơn, đẹp mắt hơn. Và dĩ nhiên vừa lòng nhà vua hơn. Bây giờ ông ngồi đó suy ngẫm. Trước tiên ông cố gắng suy nghĩ bằng lòng bàn chân. Nhưng nơi đó không có trí huệ gì cả, bởi vì có 7 luân xa. Ông đi từ lòng bàn chân lên tới đầu gối. Trong lúc đang ngắm nhìn, ông suy nghĩ bằng lòng bàn chân, rồi sau đó suy nghĩ bằng đầu gối, rồi cố gắng suy nghĩ bằng đan điền, rồi cố gắng lý luận bằng trái tim. Tất cả đều không có tác dụng. Rồi ông cố gắng lý luận bằng cổ họng cũng không có tác dụng gì, nhưng ông chỉ có thể làm tới đó thôi, bởi vì ông muốn nuốt chửng tất cả. Cho nên luân xa ông tập trung nhất chính là trung tâm cổ họng. Ông muốn nuốt bất cứ gì ông thấy mà. Ông muốn nuốt chửng, chiếm hữu mọi vật mà ông để mắt đến. Vì vậy, bây giờ ông suy nghĩ. Khi ý nghĩ lên tới cổ họng, ông đã muốn nuốt trọn thiên quốc rồi. Bây giờ ông nhủ thầm, nơi đây đẹp quá. Phải chi ta tống khứ cái lão này đi, rồi trở thành hoàng đế nhỉ? Ông ngồi đó cứ tập trung ở cổ họng, nghĩ như vậy. Bây giờ, bởi vì thiên vương là thượng đế, bất kể thượng đế đẳng cấp thấp hay cao thì vẫn là thượng đế, cho nên trong lúc ông vua đang suy nghĩ bằng cổ họng,
Cái táo ở đó cứ chạy lên chạy xuống, vì thế vị Thượng Đế thấy được. Khi thấy trung tâm cổ họng của ông chuyển động nên Ngài biết. Rồi cứ nhìn bằng mắt trí huệ vào trung tâm cổ họng thì thấy tất cả các chợ đen đang diễn ra ở đó. Đủ loại hồ sơ tội phạm viết ra ở đó. Nên vị Thượng Đế biết điều gì đang diễn ra trong đầu ông vua. Nhưng Ngài làm bộ không biết gì cả. Ngài không nói gì, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ hơn, thân mật hơn, và mời ông ăn thêm nhiều thứ nữa. Sau đó vị Thượng Đế tìm cách nói với ông vua rằng: thôi, bây giờ ta bận rồi. Ta đang có lễ tâm ấn ở núi sao, và 500 đệ tử ở núi trước. Rồi 5-6 công trường xây cất đang tiến hành. Cho nên xin phép ông nhé. Và chào tạm biệt. Ông vua này muốn lưu lại thiên quốc vô cùng. Nhưng rồi vị thiên vương cho ông biết rằng ông phải đi. Khi ông tìm cách nán lại đó lâu hơn, thì nhiều long thần hộ pháp có cặp mắt to lớn và sáng chói như mặt trời chằm chằm nhìn ông mà không nói năng gì cả. Hộ pháp nói với ông: một là ông tình nguyện sớm ra đi, hai là ông bị buộc phải sớm ra đi. Dù sao ông vua thấy mình chỉ có vài tướng sĩ và một cỗ xe nhỏ, còn mấy vị long thần hộ pháp này có những cây dù rất lớn, cặp mắt oai nghiêm, cánh tay lực lưỡng. Thế nên tốt nhất là ông rời đi. Ông phải đi. Ông ta đành trở về lại thế gian. Từ ngày đó trở đi, Thượng Đế không chịu ông nữa. Do đó ông bắt đầu đau ốm, bệnh tật và vô cùng khổ sở. Rồi ông sắp chết. Trước khi chết, ông gọi các quan viên thừa tướng đến bên giường bệnh. Và nói là bây giờ ông vô cùng hối hận, bởi vì ông biết tại sao ông chết. Ông biết Thượng Đế trừng phạt ông. Thượng Đế rút lại, không cho ông niềm hạnh phúc vĩnh hằng nữa, lấy lại tất cả sức sống vĩnh hằng, và bây giờ ban cho ông ân huệ lớn, đó là án tử hình. Cho nên ông rất buồn bã và hối hận. Ông ta gọi các quan đến bên cạnh và nói: này, sau khi ta chết, nếu có ai hỏi các ngươi vì sao ta chết, thì nói với họ rằng đó là vì lòng tham. Thế là hết. Ông ta nhắm mắt lại và thiền vĩnh viễn trong hồ sâu. Vĩnh biệt. Hết chuyện. Thấy không? Chúng ta cũng có thể là người tu hành theo kiểu vật chất nữa đó. Câu chuyện này là để nhắc nhở chúng ta rằng, mặc dù theo con đường tu hành, lúc nào chúng ta cũng phải luôn kiểm thảo, phải biết chắc rằng mình không theo kiểu tu hành vật chất, họ gọi là vậy. Bởi vì nếu theo con đường để đạt thêm quyền lực, rồi có thể khống trị người khác hoặc lấy đi những thứ từ vũ trụ, từ người khác mà không bao giờ biết thỏa mãn, thì đó là cùng con đường với lực lượng thần thông và cùng với đủ loại tu hành về vật chất này. Mặc dù theo chánh đạo, cũng phải luôn kiểm thảo bản thân, hãy bảo đảm là mình không theo vì lợi lộc, được mất về vật chất cá nhân, vì danh vọng và mấy thứ này. Đôi khi quý vị không để ý, nhưng quý vị có theo chủ nghĩa tu hành vật chất. Chẳng hạn, quý vị đến đây hoặc đến gặp vị minh sư ở đâu đó, kỳ vọng rằng các ngài chữa lành bệnh cho mình.
Bởi vì quý vị không muốn đi khám bệnh. Bởi vì nghĩ rằng mình có quyền đòi hỏi những điều như thế, hoặc muốn giàu sang hơn, có quyền thế hơn theo cách nào đó. Rồi quý vị kỳ vọng vì thầy đáp ứng ước muốn của mình theo cách như vậy. Điều này không tốt. Cho dù có tu pháp môn Quán Âm, có theo giới luật tu hành và tọa thiền, nhưng tâm còn vướng bận về những nhu cầu vật chất, nhu cầu quá mức về vật chất thì không tốt. Dĩ nhiên, khi gặp khó khăn, quý vị buộc phải cầu sự giúp đỡ như bây giờ con không có việc làm, con cần trả tiền nhà và đủ thứ, xin sư phụ giúp con tìm việc làm được không? Điều đó thì khác. Khi cần thiết quý vị có thể cầu, nhưng khi không cần thiết, nếu mọi người đến thọ tâm ấn mà kỳ vọng rằng sau đó họ sẽ có cái này cái kia, lợi lộc vật chất hoặc địa vị cao hơn trong xã hội, vân vân và vân vân, thì tốt hơn là đừng nên đến với bất kỳ vị minh sư nào để kỳ vọng những điều như vậy, bởi vì nhất định chúng ta sẽ cảm thấy rất thất vọng. Hoặc cho dù không thất vọng, dù thậm chí vị thầy có thể ban cho mình điều ước, nhưng rồi càng muốn nhiều chúng ta càng ít toại nguyện, rồi cứ tiếp tục muốn hoài, muốn mãi không ngừng. Rồi sự chú tâm, năng lượng của mình luôn tập trung vào mục tiêu vật chất này, mà quên đi lực lượng vạn năng bên trong. Sau khi đạt được lực lượng vạn năng, thì điều gì cũng sẽ đến với mình khi cần thiết mà không cần cầu. Nhưng chúng ta không đến vì điều đó. Chúng ta không đến vì thỏa mãn vật chất hay bất cứ gì khác, ngay cả thần thông. Đây là những ham muốn Atula. Theo nghĩa vi tế thì cũng là vật chất. Không phải ước muốn có tiền mới là vật chất, mà nếu muốn có thần thông hay bất cứ những kiểu như kiểm soát người khác, kiểm soát thời tiết hoặc môi trường, thì đây cũng là ham muốn vật chất. Mấy thứ này thậm chí còn tệ hơn, giống như thương gia đi kinh doanh rồi muốn kiếm được tiền, đủ thứ như vậy. Chúng ta nên tu hành chỉ vì trí huệ mà thôi, vì mục đích để biết chính mình, vì mục đích để biết ngôi nhà nguyên thủy của mình và để tự tại, vui vẻ. Chỉ bấy nhiêu thôi. Mọi thứ khác đến hay không đến chỉ là tiện thể thôi. Quý vị cũng biết rồi. Cho nên chúng ta phải luôn kiểm thảo nhé. Chúng ta chắc sẽ phạm lỗi, nhưng phải kiểm thảo và sửa sai. Thôi, chào nhé. Chúc quý vị ngủ thật ngon. Mọi người nên sống cuộc sống bình thường theo những gì mình muốn làm. Đó là cách tốt nhất để làm mình vui vẻ. Đồng thời tọa thiền như vậy rất tốt. Cho nên tôi nghĩ bất kể chủng tộc nào, nếu đi đâu chúng ta cũng đại diện cho chân thiện mỹ, thì người ta sẽ luôn thấy mình có sức thu hút. Khi một người ở quanh vị thầy, trong vô hình họ hấp thụ được đôi chút ảnh hưởng. Điều đó quan trọng hơn là giảng dạy bằng lời. Khi tu pháp môn Quán Âm, đôi khi hình dáng mình thay đổi. Một số người mập trở nên thon thả hơn, một số người nhỏ gầy trở nên tròn trịa hơn. Không mập nhưng đầy đặn hơn. Có nhiều chuyện như thế xảy ra, đôi khi xảy ra ngay sau khi tâm ấn. Anh ta trông khác hoàn toàn, như một người khác vậy, dễ thương hơn, dễ gần hơn, như người bạn lâu năm vậy. Rất buồn cười.
Tôi để ý thấy nhiều lần, cho nên đôi khi có người nghĩ tại sao sư phụ không biết mình. Mình vừa đến chào sư phụ mấy ngày trước thôi, mà bây giờ có vẻ như sư phụ không nhớ. Tôi có nhớ chứ, nhưng mà nhớ một người khác. Quý vị thay đổi, các chất hóa học trong thân thể cũng thay đổi nữa. Chúng ta đổi mới các mô, đổi mới các tế bào. Cách thức suy nghĩ cũng trở nên khác đi. Mặc dù có thể không để ý bởi vì ở đây quý vị không có cơ hội để dùng đến, nhưng khi về nhà hoặc nếu có cơ hội cho mình giải quyết cùng một vấn đề, thì sẽ thấy qua một đêm thôi mà thật nhiều ý tưởng mới mẻ xuất hiện. Rồi quý vị mới biết sự thay đổi của bản thân. Rồi, những người bạn quý của tôi, tiếp tục kỳ nghỉ ở nhà tại đây nhé. Và đừng cảm thấy quyến luyến chỗ này, bởi vì nơi nào cũng là của Thượng Đế, nơi nào cũng đều có sư phụ. Mỗi nơi quý vị đi qua, đó là nơi sư phụ đi qua. Không có nơi nào mà không có sư phụ, bởi vì sư phụ ở bên trong quý vị. Cuối cùng sư phụ chính là quý vị. Vậy phải có niềm tin vững chắc này và quan niệm cao hơn này. Rồi quý vị sẽ đưa mình lên thiên đàng bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể luôn ở bên nhau, không thể được, mặc dù có thể thực hiện, có thể làm được. Có lẽ khi tôi có một nơi ổn định thì quý vị có thể đến ở lại đây. Sau khi trải qua sự mài dũa cật lực của thế gian, cộng với nhà điêu khắc tài ba nhất vũ trụ, rồi quý vị trở nên chín chắn hơn về tuổi tác và trí huệ. Rồi có lẽ chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu. Nếu không phải ở đây thì trên thiên đàng. Vậy nhé. Chúc quý vị thượng lộ bình an. Hẹn gặp lại. Gặp sau nhé.